Rồi hướng dẫn các bạn mình cách mình đăng bài viết tin tức lên website ở đây ha. Đó, thì để đăng được bài viết tức mình phải chuẩn bị bài viết ha. Ví dụ đây tôi demo thực hành nên tôi lấy bài viết của người khác ha, tôi copy qua. Còn bạn bạn phải viết bài đàng hoàng. Thì tôi viết tôi lấy tiêu đề này tôi copy qua ha. Để làm việc đó phải đăng nhập vào trang quản trị website và do một bài viết và viết bài mới ha. Thì bài đó sẽ nằm trong mục nào ví dụ một tin tức chọn vô đây và tiêu đề bài viết là mình sẽ lấy cái tiêu đề đây, copy tiêu đề qua đây, mình C. Và chỗ tìm bài viết đây nhấn đây. Rồi qua một phần trực quan ha, trực quan là cái phần soạn thảo giống như Word vậy đó. Rồi copy hình và cho nó đây. Copy và dán như đây, tự động hình nó sẽ chui qua luôn ha, mình không cần đó. Hình này mình cho nó center giữa đi, center giữa đó, rồi sau đó Ctrl E nó mình sẽ ở đây mình sổ nó ra nè, ở đây đây Ctrl E nó ha, Ctrl E xong rồi nút hiện ẩn nè, sổ ra ha, sổ ra sau đó mà lấy ra thêm một số cái nữa. Thêm nữa ở đây nó có một cái nút là xóa đường dẫn nè, nghĩa là mình xóa hết những cái đường dẫn mà liên kết trên trên từ website khác qua đây, những cái nào mà có liên kết mình xóa đi và đo nè ha, và sau đó xóa liên kết nè. Ở đây có một cái nút là relay tìm và thay thế, ví dụ ở đây có những cái mà nói về cái thông tin của cái trang web mình copy, mình đổi hết tất cả những cái thông tin đó về cái thông tin của cái bên mình thì mình relay on những cho nó tự đổi hết luôn. Tìm lại thế mình đổi hết. Rồi tiếp theo là ảnh đại diện. Ảnh đại diện thì mình phải lưu một tấm hình như vậy là ảnh đại diện nha. Lấy ảnh này đi. Sao? Sao này về website. Về máy tính trước là đưa website. Rồi. Ảnh đại diện bỏ vô. Hãy tập tin lên, chọn tập tin. Rồi desktop đây anh này diện rồi vô rồi đặt anh đại diện đó, sau em xong hết trơn ha, đóng ok. Rồi tiếp theo với cái từ khóa mình phải làm ha, ở đây tôi không làm ha, ở đây tôi demo bằng này tôi không có nói về phần sale, sale mình coi cái bài trước giống như bài trước đó, từ khóa chính từ khóa phụ và một tả ngắn và tiêu đề ha. Rồi đang đang xong rồi nha, xong rồi mình view website lên. Đó, website lên thì mình sẽ thấy là sẽ nó sẽ nằm ở một đây đây. Đó. Rồi cái mục này bài tin tin tức bài viết đây á, thì mình muốn đổi sang là muốn lấy chỉ những cái bài viết là một tin tức thôi, những cái bài khác không vô đây á, thì mình vô sửa trang edit edit builder. Đó. Ở đây nó sẽ đang gọi cho tất cả những cái bài viết nào nằm trong mục tin tức, tất cả những bài viết luôn, không có riêng mục nào á, cho nên nó sẽ lấy như thế. Thì ở đây mình sẽ vô đúng cái chỗ này lắp post nè, đây mình thấy chữ lắp post đó. Hoặc là vô section này nó nằm trong đây, nó cũng là một cái lắp post nằm đây, lắp post đây nha, lắp đôi chuột vô đây, hoặc là bấm bánh ăn cưa chỗ lắp post, kéo xuống dưới đây mình kiếm những cái chỗ gọi là filter nó đâu rồi, filter filter cái chỗ gallery này, mình lấy những cái thuộc tin tức thôi, nó giới thiệu công ty xem tôi cũng lấy cái tin tức mình lấy đó. Đó, mình lấy vô hình ảnh đây bị mất do mình không không cắt ha, không cắt trước cho nên nó lấy hình vuông là mất ha, mình muốn lấy một một là ít ít là lấy 69 nè, kích thước đây đó. Đây đó, mình lấy vậy. Cái vậy thì những hình dài nó ok nhưng mà những hình vuông nó lại không ok đó, cho nên những cái hình đại diện mình phải làm cùng kích thước cho dễ, nên khi mình cắt đúng kích thước các cùng kích thước thì nó dễ, còn đây mình cắt không đúng thì nó sẽ một số cái ok, một số cái nó sẽ không ok ha, canh giữa canh trái canh phải hay canh lại ha. Rồi đó là nằm trong cái chỗ lock box và mình option nó, hoặc là bấm đôi chuột vô cái chỗ bên hiển thị đó.
để mình sửa. Đó. Rồi sau khi update xong mình ra mình coi lại cái trang chủ của mình là mình cái chỗ tin tức bài viết này chỉ lấy những cái đằng nào thuộc tin tức thì lấy, còn cái nào không thuộc tin tức thì nó không lấy. Mà lúc xem thêm này là rất vô dẫn ra chuyên mục tin tức này. Chuyên mục tin tức này mình không thấy, nó không ra, mất tiêu rồi, thấy chưa? Tin tức thì ra nhưng mà nó có chữ chuyên mục nó không ra, thấy chưa? Thì bây giờ mình phải sửa lại cái đường link nó phải vô đúng à, xịt tin tức. Thì cái đó thì mình phải làm lại, sửa lại nha. Sửa lại, quay vô cái chỗ Unit Builder, cái chỗ đường link đó mình sai lại đường link đúng, đường link quá. Ở đây sửa trang edit Unit Builder và kéo xuống dưới, kéo xuống dưới một tin tức ở chỗ nút xem thêm nè, còn mở này ra cũng được, xem thêm nè ha, nút xem thêm mình bấm đôi chuột cái nút này và cái đường link đây dán vô đúng cái đường link của website mình luôn, thằng tiền tích dẫn cho một tin tức luôn xem thêm nữa. Đó. Hoặc là cái nút nó nằm ở trong một session round nè, này nè, cưa nó là option. Đó, nhiều cách ha. Tôi chỉ là hai cách luôn, cách mà bấm bên phần hiển thị và cách bấm bên chỗ cái sơ đồ. Sơ đồ đó. Rồi, cái này đúng nè. Đó, ra đúng nè, đó. Đó, đây là cái phần tin tức của mình. Đó, là đang như thế. Rồi. Kết thúc cái video đăng bài viết tin tức ở đây nha.